Nằm ở thượng nguồn sông Bồ và có điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, trong những năm qua, Ủy ban nhân dân phường Hương Vân thị xã Hương Trà đã quy hoạch và không ngừng mở rộng diện tích đặc sản Thanh Trà. Dù chịu nhiều thiệt hại qua các đợt mưa lũ, tuy nhiên giá trị của loại cây trồng này đã được khẳng định. Chính vì vậy, chính quyền và người dân nơi đây vẫn tiếp tục phát triển ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đây là hệ thống phun tưới tự động của chủ vườn thanh trà Hồ Khả Vui thuộc phường Hương Vân thị xã Hương Trà, được đầu tư đầu năm 2022 để phục vụ tưới cho diện tích hơn 4 sào với 55 gốc thanh trà lão của gia đình. Ưu điểm của công nghệ này là tưới thấm đều, hạn chế lãng phí nguồn nước, góp phần nâng cao năng suất cũng như chất lượng sản phẩm thanh trà. Trước đây là mình chưa có cái hệ thống tưới phun mưa này. Đó, nên chỉ là quá chỉ dùng máy nổ mình tưới là từng góc một. Thì cái độ thẩm hẳn không đồng đều nên chỉ làm sao ni cái quả thanh trà hẳn ảnh hưởng rất nhiều đó. Do vậy sao ni là quá chỉ làm cái hệ thống tưới phun mưa ni đó, mặc dù cái lượng nước hẳn ít nhưng mà hẳn thẩm tư tương thẩm đều nên chỉ làm cho cái thanh trà đủ nước đó, cái chất lượng quả sao ni là hẳn đầy nước là quá cái chất lượng hẳn ngon hơn nhiều. Vườn tôi thì 1.500 m² thì thời điểm ban đầu thì đầu tư có hơi công phu một chút là mình dựng cái ống hơi sâu hơn để khi mình sới xạo nó khỏi bị vướng, cho nên là cái số tiền bỏ ra cũng lớn, thì tầm 1.500 m² thì bỏ ra tầm khoảng 16-18 triệu, thì phía nông dân tỉnh thì có hỗ trợ 50% cái vấn đề đó, thì chúng tôi rất là vui vẻ và cũng là tạo điều kiện dẫn cái mô hình cho bà con làm theo. Đến nay trên địa bàn phường Hương Vân có tổng diện tích thanh trà là 120 hectare với trên 400 hộ tham gia, trong đó khoảng 95 hectare đã cho thu hoạch. Đây là cây đặc sản chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống và làm giàu chính đáng cho nhiều hộ dân. Chỉ tính riêng trong niên vụ năm 2017, ước tính bình quân 1 hectare có từ 200 đến 250 gốc thanh trà, cho thu nhập từ 300 đến 350 triệu đồng 1 hectare. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của các đợt thiên tai năm 2020 đã gây thiệt hại hơn 30% diện tích thanh trà trên địa bàn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và thu nhập của người nông dân. So sánh với những cái vườn có thực hiện dự án và những vườn không thực hiện dự án thì nó chênh lệch rất là lớn. Về thứ nhất là về cái mặt là cây phát triển, thứ hai là về mẫu mã của trái. Khi trái phát triển thì cái mẫu mã của trái nó xanh đẹp hơn và đồng thời thương lái tới mua thì họ vẫn nhìn thấy, họ vẫn thích hơn là những cái vườn khác. Do đó mà cái vấn đề này cũng bà con nông dân rất là phấn khởi. Được sự hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nay đã có 8 hộ trên địa bàn phường Hương Vân thiết kế đầu tư hệ thống phun tưới tự động. Từ hiệu quả bước đầu của công nghệ này, nhiều hộ dân đã đầu tư thêm nguồn kinh phí để nhân rộng mô hình đến một số vườn cây ăn quả ở vùng thường xuyên đối mặt với khô hạn, không chủ động được nguồn nước. Ở vùng chúng tôi là hiện nay là cây đặc sản thanh trà là cây đứng kinh tế hàng đầu của vùng địa phương chúng tôi. Cho nên tôi cũng mong muốn cấp trên quan tâm cho chúng tôi là những vùng mà đang cần tưới tiêu, là trong vấn đề nhất là vấn đề để đấu nối điện, cho nên chúng tôi rất cần điện. Khi có điện chúng tôi có thể là tiến hành được là nếu có được dự án hỗ trợ cho chúng tôi thì tốt, mà không chưa có thì chúng tôi có thể tạo mọi điều kiện để mà lắp bơm và lắp hệ thống tưới tiêu như thế này để cho nó cây nó ngày càng phát triển nó mạnh hơn. Cùng với việc xây dựng thương hiệu thanh trà Hương Vân, tham gia nhãn hiệu tập thể thanh trà Huế, nhiều năm qua, chính quyền địa phương phường Hương Vân cũng như các tổ chức hội đoàn thể đã có nhiều nỗ lực trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các phương pháp thâm canh để nâng cao giá trị cũng như sản lượng, đưa đặc sản thanh trà Huế Hương Vân đến với người tiêu dùng trong cả nước.